Bùng nổ theo đà có lẽ là một cái cụm từ được nhắc rất là nhiều trong cái buổi tối ngày hôm nay trên thị trường tài chính Việt Nam. Đó là một cái phiên bùng nổ của thị trường chứng khoán khi mà sáng ra giao dịch có khoảng gần 5.000 tỷ. Chiều đến đẩy tiền vào lên khoảng thêm 13.000 tỷ nữa. Tổng giao dịch hôm nay là 18.000 tỷ, một mức thanh khoản rất là cao trong cái thời điểm mà VN Index hiện tại đang ở vùng 1.100. Ok, vậy bùng nổ theo đà này thì liệu là đã xác nhận một cái sóng tăng trở lại hay chưa? Thì đầu tiên chúng ta phải hiểu định nghĩa một chút là bùng nổ theo đà là một phiên xác nhận Để giúp chúng ta biết nếu trước đó là một đà giảm thì phiên bùng nổ theo đà sẽ là một phiên xác nhận Cái sóng hồi này nó sẽ đi đến đâu? Nó sẽ có sai hay không? Vậy thì nếu mà hôm nay là một phiên bùng nổ theo đà Theo định nghĩa thì nó tăng trên 1,2-1,5% Và khối lượng cao hơn khoảng 10-20% cho trung bình 20 phiên với mình thì như thế nó là đẹp nhất Và hôm nay là một phiên bùng nổ theo đà mỹ mãn Xuất hiện từ phiên số 4 đến phiên số 7 Sau phiên phục hồi số 1 Và sau đây thì nó mới mở ra Một cái sóng hồi dài hơi hơn Khoảng 2 đến 3 tuần cho nhà đầu tư Trước mắt là như thế đó Mình nghĩ rằng target của anh em sẽ loanh quanh khoảng 1150 Nếu thậm chí nếu mà nghĩ nó Tích cực hơn nếu mà dòng tiền mà vào Tích cực hơn nhé Dòng tiền mà vào tích cực hơn mà tốt hơn Thì chúng ta có thể nghĩ tới vùng 1200 vùng 1.200 chúng ta có nghĩ nghĩ tới cái vùng đỉnh cũ trước mắt là như thế đã ờ, một cái sóng hồi thì chúng ta kỳ vọng tạm thời là như thế xong chúng ta sẽ xem tiếp dòng tiền như thế nào một cái phiên như thế này thì anh em biết rồi là một phiên xác nhận là dòng tiền lớn nó quay trở lại thị trường và để chúng ta biết được là thị trường sẽ có một cái con sóng hồi khoảng vài tuần để chúng ta chọn lọc cổ phiếu chúng ta đánh không phải là sau phiên ngày hôm nay thì tất cả cổ phiếu đều tăng không phải mà nó sẽ phân hóa phân hóa và anh em đánh thì anh em nên chọn những cái dòng thị trường anh em đánh Tại vì khi mà thị trường nó tăng thì, thì những dòng thị trường những dòng tăng tốt nhất Bao gồm là bất động sản, chứng khoán, thép Đấy là những dòng thị trường Thậm chí là anh em mà đánh mà zin mạnh thì anh em có thể là đánh banh Đấy cũng được Đấy thì đấy là những dòng thị trường Thì anh em đánh nó sẽ tối ưu hơn là những cái dòng mà riêng lẻ Thì nó sẽ mang lại cái tỷ suất sinh lời Tất nhiên nó không có Nhưng mà những cái dòng thị trường nó mà không tăng thì cái đội kia rất khó tăng Chúng ta cứ tập trung đánh vào những cái dòng thị trường và từ hôm nay chúng ta sẽ tìm bắt đầu tìm những cái điểm mua để chúng ta vào nếu mà ai chưa mua. Còn lẽ ra là theo kịch bản anh em đánh bùng nổ theo đà ấy thì thường là anh em sẽ thăm dò trước phiên bùng nổ theo đà khoảng đã 50% rồi. Ai mà chưa thăm dò phiên bùng nổ theo đà thì phải thăm dò ngay ở trong phiên bùng nổ theo đà khoảng 30 đến 50%. Sau đó xong thì sau phiên bùng nổ theo đà thì chúng ta có thể canh những cái nhịp chỉnh thì chúng ta vào đổ thậm chí là chơi những cái cái form mẫu hình hay là cổ phiếu nó đạt tiêu chí. Tức là bùng nổ theo đà không nhất thiết là chúng ta phải mua đúng cái phiên đó nhé. Mà đó là một cái dấu hiệu để xác nhận là thị trường đã bước vào một sóng hồi Và từ đó xong thì sau đó xong chúng ta bắt đầu tìm điểm vào chúng ta chơi nhá yeah. Như vậy là chúng ta có thể xác nhận được khoảng 2-3 tuần Với cái volume khoảng 18.000 tỷ như ngày hôm nay Tăng 3% Đúng không? Đầu tiên là cũng chúc mừng anh em là sau một cái đà giảm vừa rồi là Khả năng là cũng hy vọng là có Tết đấy Hy vọng là có Tết nhá, yeah. Hy vọng là cái sóng này sẽ đủ cho anh em ăn Tết Nếu mà đẹp thì mình nghĩ rằng là đến hy vọng là đến trước Noel được Tại vì thông thường là Noel thì nó hay có những cái điều nó không hay nó xảy ra hàng năm Nên hy vọng là sóng này có thể đến trước Noel được Tức là trước khoảng 20 tháng 12 Hy vọng là như thế để anh em có thể tận dụng Và tất nhiên 1 phần 3 số phiên bùng nổ theo đà Là chết Là xịt Đấy vì thế thì chúng ta cũng cẩn trọng những cái dấu hiệu Dấu hiệu ở đây là gì Chúng ta sử dụng những cái phiên phân phối Nếu mà có trên 3 phiên phân phối xuất hiện liên tiếp càng liên tiếp càng chết nhá. Sau cái phiên bùng nổ theo đà ngày hôm nay này, phiên phân phối là gì? Một cái phiên mà khối lượng tăng đột biến lên cũng có thể cao hơn trung bình 20 phiên khoảng 20%. Nhưng mà giá lại giảm. Giá giảm từ trên khoảng 0.8 giảm 0.5, 0.8 trên 1%. Nếu càng giảm mạnh thì cái phiên đó càng phân phối càng rõ. Thì nó không được xuất hiện quá 3 phiên phân phối. Nếu sóng hồi xuất hiện quá 3 phiên phân phối từ viên số 3 trở đi chúng ta phải để ý để hạ tỷ trọng đưa tỷ trọng tài khoản về an toàn. Cả nhà lưu ý nhé, còn phiên phân phối số 1, số 2 thường thị trường vẫn còn có thể tăng tiếp được, cổ phiếu vẫn có thể phân hóa tiếp được. Đấy là một vài cái lưu ý cho cả nhà thôi, để cả nhà nắm được tình hình. Sau khi mà có phiên bùng nổ theo đà rồi thì mình nghĩ rằng tất cả mọi thứ nó sẽ dễ thở hơn. Thì chúng ta sẽ tìm kiếm những cái điểm vào để làm sao có được cái mức sinh lời tốt nhất. Với mình thì sóng hồi thì anh em có thể cân nhắc một cái tỷ suất sinh lời từ khoảng 10 đến 20%. Như thế thì nó sẽ là ổn định nhất chứ còn anh em đừng có kỳ vọng nó nó quá nhiều nhá yeah. 10 đến 20 anh em có thể tiến hành chốt lời dần và sau đó xong chúng ta tìm kiếm những cái dấu hiệu nếu thị trường nó còn tiếp thì chúng ta lại tìm kiếm những cái dấu hiệu của cái cổ phiếu khác để chúng ta tham gia làm sao dư địa của chúng ta nhịp này làm sao được khoảng 15 đến 10 đến 20 mình nghĩ đấy là thành công trong cái nhịp hồi này ok chúc anh em có một cái mùa giao dịch mà hiệu quả hy vọng là sau phiên bùng nổ theo đà này thị trường sẽ rực rỡ hơn đừng có bùn cháp như anh lái nhá anh em cũng cần phải ăn tết Ok, bye bye, chúc cả nhà đầu tư thành công và hẹn cả nhà những buổi livestream hàng tối trên YouTube và TikTok Anh Lương Việt.